Nhà đất đi Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình quận 12 cũng trên hệ thống Zalo, Facebook fanpage và website nhà đất đi Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến tham quan một căn nhà phố đẹp, thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, kế bên trường học Phạm Văn Chiêu và trường An Hội, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là căn nhà nằm trên địa bàn phường 14 quận Gò Vấp nha quý vị. Căn nhà đang có diện tích ngang 4, độ dài là 14 m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Có hướng nhà là hướng nam ghé đông, phù hợp cho quý anh chị mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà đang có giá bán chỉ hơn 7 tỷ một tí xíu thôi nha quý vị. Thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, nhà xây mới và một căn nhà hẻm xe hơi nha. Chúng ta đang nhìn ngắm mặt tiền mặt ngoài của căn nhà và khu vực không gian bên ngoài căn nhà. Hùng sẽ quay con đường nhé. Con đường trước nhà là một con đường 5 m, đường nhựa sạch sẽ, an ninh, cao ráo, khu phân lô đẹp, toàn nhà lầu thôi, rất là lịch sự nha quý vị. Và khu vực này ở là văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán đều tốt. Và chúng ta sẽ cùng Hùng vào bên trong căn nhà nha quý vị. Căn nhà đang xây mới, thiết kế rất là đẹp, có hai lớp cửa sát nhau, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha. Bên trong là khu vực đậu xe hơi hoặc phòng khách dưới tầng trệt. Nhà thiết kế khu vực đậu xe ở dưới tầng trệt có này, và nhà thiết kế có lửng nên là quý anh chị sẽ có tới hai phòng khách nếu mà chúng ta không có xe hơi. Thì khu vực này chúng ta làm phòng khách số 1, trên tầng lửng làm phòng khách số 2, phía sau là phòng bếp và phía trên lầu là 4 phòng ngủ như là phòng giặt, phòng thờ và 5 phòng vệ sinh. Và đây là một căn nhà rất là đẹp, gia chủ tặng kèm đầy đủ nội thất bên trong. Quý anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Bên trong nhà thì làm toàn vật liệu mới như là nhựa trang trí này, tranh ảnh trang trí, có sofa, có tủ kệ tivi. Bên trong thì có bàn ăn và bên trên thì có giường ngủ, máy lạnh và nhiều nội thất trang trí khác nhau. Nhà xây mới, sổ hồng rất là đẹp và đây là một căn nhà hướng đông nam nha quý vị. Với vị trí đẹp, đắc địa, nằm ngay ngã ba Quang Trung và ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là thuận tiện cho đại gia đình mình mua ở, mua làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán, làm showroom spa đều tuyệt vời. Vị trí đẹp, đắc địa, phù hợp vừa ở vừa làm phòng công ty như thế này và giá bán gia chủ đang chào bán chỉ có 7 tỷ 350 triệu đồng thôi. Còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh nữa thì quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà tầm tiền 7 tỷ hơn 7 tỷ một tí xíu có thể cùng Hùng ghé tham quan cái sản phẩm này. Nhà thì đậu được xe hơi từ 4 7 chỗ bên trong nhà, phía dưới gara xe hơi thì gia chủ có đổ bê tông một ốp gạch 80 và có để kèm bộ sofa cũng như là tủ kệ tivi. Hai bên tường có ốp nhựa trang trí và ốp giá đá. Bên trong đây là khu vực cầu thang với tay vịn của căm xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Phía bên trong sẽ là không gian bếp với một không gian bếp rất là đẹp. Bên ngoài gia chủ có làm tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ an cường, có bộ bàn ăn 4 ghế và có tủ để đồ ở dưới cầu thang cũng như là khu vực để tủ lạnh hai cánh để vừa luôn nha quý vị. Có tủ bếp được làm bằng tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ an cường. Có khu vực để bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Hai bên tường khu vực không gian phòng khách gia chủ ốp gạch lên cao 1m2, phía trên có rắn giấy. Cuối nhà thì có giếng trời và khu vực rửa mặt bên ngoài cũng như là giếng trời rộng và vệ sinh. Nhà thiết kế với 5 phòng vệ sinh. Quý anh chị sẽ sử dụng 5 phòng vệ sinh cho 4 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh cho khu vực không gian phòng khách và phòng bếp nha quý vị. Đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này. Một căn nhà đẹp ngang tới 4 m, độ dài lên tới 14 m, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và với hướng nhà là hướng đông nam rất là mát mẻ và quý anh chị nào đang tìm mua nhà thì có thể ghé thăm con căn nhà này. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen rất là tuyệt vời. Và di chuyển lên trên tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp khách khép kín ở trên này. Thì không gian phòng khách khép kín trên này thì có vệ sinh luôn. Như vậy là căn nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh nha quý vị. Nãy Hùng có một chút nằm lẫn là 5 phòng nhưng mà lên lầu này thì nó có thêm một phòng nữa. Thì chúng ta sẽ có 6 phòng. Ngay tầng lửng sẽ có vệ sinh luôn và một không gian tầng lửng khép kín được làm ở đây với cửa kính cường lực 10 ly. Có máy lạnh tặng kèm, máy lạnh Electrolux nha mọi người. Và có tủ kệ rượu này, tủ kệ tivi, có bộ sofa mini, phía dưới sàn thì ốp gỗ và ốp nhựa trang trí. Phía sau là khu vực giếng trời và vệ sinh ở ngay khu vực giếng trời, ngay không gian tầng lửng luôn. Đây là giếng trời này. Giếng trời thì có trồng cây xanh và có phun nhám. Phòng vệ sinh ở tầng lửng thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là khu vực không gian lửng của căn nhà, một không gian lửng rất là đẹp, khép kín. Chỗ này thì quý anh chị có thể làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình, phòng vui chơi, nghe nhạc đều được nha quý vị. Và di chuyển lên bên trên, chúng ta sẽ cùng Hùng đến với không gian của phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 2 và số 3, số 1 và số 2. Căn nhà thì nằm kề bên công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây. Với giá bán 7 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng với anh chủ nhà,
Thì quý vị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trên phòng ngủ thì quý anh chị sẽ có giường ngủ 1m8, có tủ áo âm tường, có tủ kệ tivi, có bàn trang điểm, có máy lạnh ngay trên cửa ra vào, có phòng vệ sinh và có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, khu vực lavabo rửa mặt, gương soi, đèn led và vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen đều đầy đủ hết nha quý vị. Nhà thiết kế với 6 phòng vệ sinh nên là chúng ta dễ dàng sử dụng và tận dụng cho không gian của căn nhà. Mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh riêng, cửa phòng ngủ sử dụng cửa gỗ căm xe. Và qua không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước thì nó sẽ lớn hơn phòng ngủ phía sau một tí xíu nha quý vị. Thì phòng ngủ này cũng có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh kép bồ này. Và tường đầu giường thì ốp nhựa trang trí cũng như là giấy dán tường, có màn rèm cửa hai lớp, có cửa sổ và cửa ra khu vực ban công. Bên này là dàn tủ kệ tivi và tủ áo. Bên ngoài đây là ban công với cửa nhôm sinh pha đi ra. Ngoài ban công thì có tay vịn làm bằng sắt và có ốp gạch trang trí bên ngoài khu vực ban công. Không gian phòng ngủ số 2. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng như thế này nha quý vị. Quý anh chị xem thêm nhiều nhà khác có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12. Và hệ thống website nhadathuyhung.com sẽ có nhiều những căn nhà đẹp đang chào bán cho quý vị tham quan và chọn lựa. Ngoài ra thì quý anh chị cũng có thể đăng ký kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình để liên tục được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm nhà bán mới đẹp nhất bên mình chào bán và livestream trực tiếp cho mọi người xem hàng ngày nhé. Quý vị đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, hãy bốc máy và gọi cho Huy Hùng để được tư vấn và dẫn đi xem nhiều những căn nhà đẹp với tầm tiền từ 5 đến trên 10 tỷ cho quý anh chị tham quan và chọn lựa. Tất cả những căn nhà bên Huy Hùng chào bán đều là những căn nhà mới, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Nhà Đất Huy Hùng là một kênh bán nhà uy tín trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị liên hệ xem nhà bên em sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được hỗ trợ vay ngân hàng, được làm giá tốt khi mua và ngoài ra khi liên hệ bên em thì quý anh chị sẽ rẻ hơn những bên khác tầm 200-500 triệu đồng một căn. Và đây là không gian của phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng nhé. Đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm tủ áo, tủ kệ tivi, khu vực gắn máy lạnh, vệ sinh trong, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì có những cái lam tre và có màn rèm. Nhà thì sơn màu sáng và phòng vệ sinh thì rất là đẹp với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi được đặt bên ngoài. Bên trong là bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Tiếp tục di chuyển lên bên trên, chúng ta sẽ cùng Hùng đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hùng xin nhắc lại vị trí căn nhà này thì đang nằm cạnh với ngã tư Quang Trung và Phan Ích, kề bên trường học An Hội và trường học Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây. Di chuyển đi lại thuận tiện qua sân bay Tân Nhất khoảng chừng 10 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 20 phút đi xe gắn máy. Vị trí đẹp, thuận tiện vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và nhà thiết kế với hai sân thượng trước sau rất là thoáng mát. Khu vực sân thượng này chúng ta có khu vực để máy giặt và có bồn nước cũng như là năng lượng mặt trời bên trên. Và ngoài đây sẽ là không gian sân thượng phía trước. Sân thượng phía trước thì mai mốt quý anh chị có thể làm thêm phòng thờ nhé. Ở đây gia chủ đang để suốt cái sân thượng phía trước rộng luôn. Thì sân thượng nó sẽ rộng hơn. Chúng ta về ở thì sẽ làm thêm cái phòng thờ ở đây, hoặc là quý anh chị có thể thờ cúng ở dưới thì cái để sân thượng này rộng để chúng ta trồng rau, trồng cây xanh. Như vậy là quý anh chị vừa xem xong mỗi căn nhà siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 4, độ dài 14m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu với thiết kế là khu vực đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và 6 phòng vệ sinh, và hướng nhà là hướng đông nam phù hợp cho quý anh chị chúng ta. Phong thủy là đông tứ trạch, hãy gọi cho Huy Hùng để có giá tốt khi mua. Nhà Đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.